Hóa giống chào cả anh em, chào mừng anh em quay trở lại với video tiếp theo của mình. Ok anh em nhé, thì có rất nhiều anh em hỏi mình bảo là đã được khoan giếng em Linh chưa. Mình thề với các bạn luôn này, mình chỉ được ôm, chưa được làm gì hết. Đấy, thì là hôm nay ấy, nó vừa mới đi sinh nhật hay là đi ăn mùng 8 tháng 3 cùng bố mẹ nó sao, hay là đi cùng anh chị nó thì mình không biết. Đấy, thì mình về thì mình thấy nó làm đây mọi người say như con chó, uống nhát gì uống say thế này. Đấy, thế là hôm nay mình sẽ thử gạo nó làm nháy trong lúc nó say rượu xem phản ứng của nó như nào anh em nhé, xem nó cái lúc mà nó say nó có giống đàn ông không. Đấy, thế là đàn ông con trai mình đúng không, say rượu chỉ thích làm tí thôi. Đấy, thì bây giờ mình sẽ thử gạo nó xem nó cho anh em nhé, nếu mà cho thì ok, mà không thôi. Hỏi được thì được, mà không được thì thôi anh em nhận không? Ok nhé, bây giờ mình sẽ quay anh em xem nó ngủ đây anh em nhé. Ok anh em nhé, anh em biết con này không thì nope. Xin tự giới thiệu, đây là con nhiều mình anh em nhé. Mẹ nó đau xe lắm. Không biết đi uống bia uống rượu gì mà say không biết gì. Mình về mình gọi mình like các kiểu không biết gì luôn anh em nhé. Đấy, bây giờ xem này. Nhìn này, em nhìn, nhìn nó uống say mà nó đỏ bừng lên, nhìn như thớt mặt lên. Đấy, ui trời, em tan lại cái bia rượu nó khổ thế, rượu chè nó ngon gai cái gì mà uống như thế này. Ok nhá, bây giờ mình sẽ đi đặt góc máy quay và thử gọi nó dậy. Gạ nó làm nháy xem nhé. Này, ui trời. Ê, uống say thế. Này, dậy đi. Dậy bảo, dậy bảo, dậy bảo nhanh lên. Không khỏi lắm. Nhanh lên. Say lắm. Bảo đi, bảo đi. Say rượu hay say tình? Bảo. Bảo cái gì? Em đang say đúng không? Ờ. Anh có một cách giải rượu. Không cần. Dậy đi anh chỉ cách cho. Nói đi. Cái này thì nó gọi là theo như khoa học ấy, hoặc là các dân chơi thì nó gọi là sạc đồ ấy, hả? What the hell? Dậy. Dậy. Uống đâu mà say thế? Dậy đi. Dậy. Bảo gì bảo đi à? Làm nhảy không? Làm nhảy không? Toàn sống. Điên à? Mày bị điên à? Ý? Đang ngủ à? Ngủ có gì dậy đi. Bố mẹ em chưa về đâu. Bố mẹ em chưa về đâu. Dạ. Em vừa đi làm về không có Hải đấy. Bây giờ mẹ đang ngủ điên à? Hôm nay nhân tiện không có Hải nhà. Mẹ cái tầm đang ngủ không biết cái gì hết. Cái tầm xây giờ bị điên à? Đi. Không. Dậy. Em là con người lịch sự. Không có vận. Lịch sự mà em ngủ đây à? Chị ngủ đây một hay tí là, hay là gái ngoan gái ngủ ở nhà trai ngoan. Hợp lý nhỉ? Đúng không? Thì anh là trai ngoan đúng không? Thì em ngủ đây là hợp lý rồi. Dậy. Không. Anh xin phép bố mẹ em rồi. Hôm nay em cứ ngủ đây với anh. Anh xin phép bố mẹ em rồi. Hôm nay em cứ ngủ đây với anh. Tết chứ. Chạy đi làm cái. Bị điên à? Tranh thủ bố mẹ em chưa về. Đi. Không à. Nhanh lên. Đi, anh đi giải rượu cho. Không cần giải rượu vào đây, không cần. Không cần. Giải rượu còn lâu mới hết. Em biết giải rượu à?
Chạy đi. Dậy đi. Dậy đi. Đi. Đã bảo không? Làm giật cao mình. Đi làm nhanh. Nhanh anh giải rượu cho. Bị điên à? Thì thôi em dậy em về đi. Anh không cho ngủ đây nữa. Đi về. Đất nhà em thích ngủ đâu cả em. Ok chưa? Được chưa? Thế chịu rồi. Em ngủ đây, em không sợ anh làm gì à? Anh mà dám làm gì em á? Hả? Sao ông đấm cho vỡ mõm? Sao ông dám làm gì? Dậy! Lượt! Thế anh ngủ lây luôn nhé. Dậy! Cho anh làm nháy không? Em bị điên à? Hả? Ngủ nhá. Khó chịu. Thì bố mày nhọt với mày đấy à? Dậy. Nghe bực mình cho anh đuổi ra khỏi phòng đấy. Anh nói thật là em là anh lễ lắm, là anh quen bố em từ không là anh cho em ra khỏi nhà luôn đấy. Em muốn tin anh gọi cho bố em không? Gọi đi. Cứng nhỉ. Thế bây giờ như nào? Một là em làm im, cấm chống cự. Đấy. Hai là anh gọi điện cho bố em. Nào. Gọi đi. Bây giờ em chọn phương án hai đúng không? Gọi đi. Thoải mái đi. Cứng thế nhỉ. Thế dậy nha. Thế làm này được, làm này được. Làm gì? 5 phút thôi cho anh. 5 phút chờ bỏ. 5 phút chờ bỏ. Thế thì 15 phút lại càng ít. What? Mẹ ơi thế nhỉ? What the fuck? Thế nửa tiếng nhá. Nhiều quá. Nhưng mà anh bình thường toàn nửa tiếng. Thế là anh yếu sinh lý à? Em nói thế nhỉ? Thường như khoa học chứng minh nhá. Đấy. Không nhiều quá, không ít quá thì là mình không yếu sinh lý. Đấy. Thế dạy làm nháy. Thật điện đấy. Nhớ mồm nha. Biết thế. Tắt điện nhá. Ok mọi người nhá. Đấy. Thế là thành công rồi. Bây giờ mình sẽ tắt điện này. Đưa em lên thớt anh em nhé. Mày trôn tao phải không? Ai trôn cái gì em thì dở hơi à? Cái chó này. Anh không trôn thì bây giờ thật còn gì nữa. Bây giờ anh đi tắt điện thì còn gì nữa. Đéo cho nữa. Ok mọi người, bây giờ mình phải tắt điện nữa không anh em. Đéo. Đi ra.